Alo, chào mừng các bạn quay trở lại với channel của Virus. Và các bạn đã yêu cầu Virus sẽ đáp ứng. Chúng ta sẽ đến với giá như của Subin. Let's go. Tớ luôn luôn ủng hộ Subin mà. Tớ cái giọng ca này thì không thể nào hết mê được. Nhưng mà làm ơn, hãy ra đúng sản phẩm của Subin ơi. SS Label. Cố lên nào. Gì đây? Viên thuốc à? Hay cái gì đó? Ông viên thuốc thật. Ồ, vậy viên màu vàng là có ý nghĩa gì đây? Chưa biết mà vậy. Ngược luôn, ngược luôn. Người dưng ngược nối. Ikibon. Set boy. Let's get. Okay. Khi nắng nhẹ nhàng buông là đôi ta cách trời. Em nói mình dừng đi dù anh đã hết lời. Suốt bấy lâu nay ta không còn trò chuyện thấu đêm. Suốt bấy lâu hai ta không cùng cạn và say mê. Cứ thế em lặng dần, cứ thế phai nhạt dần. Tình yêu là thế đâu có sẽ nói cho nhau. Xa như em muốn anh là người sẽ cho em vơi đi bộn bề. Bài hay quá. Chẳng lẽ trái tim em sắt đá như vậy, em không bận tâm hay sao? Xa như em muốn anh cười lòng với em khi hai ta giận hờn, để mình sẽ không bao giờ em nỗi cô đơn. Xa mà em muốn như vậy. Giá mà em muốn như vậy, hay quá. Tiếp nào. Ê. Xua đi nhanh những vết mờ, bỏ lại đâu đây đang thẫn thờ. Không xin mess của anh, quên luôn bao nhiêu special days, quên những dịp mà ta đã làm. Vì suốt mấy lâu nay ta không còn trò chuyện thâu đêm. Suốt mấy lâu hai ta không cùng cạn và say mê. Em cứ thế im lặng dần, cứ thế phai nhạt dần. Còn gì đâu. Ta bên nhau quen lối về. Chẳng lẽ trái tim em sắt đá như vậy, em không bận tâm hay sao? Xa như em muốn anh cười lòng với em khi hai ta giận hờn, để mình sẽ không bao giờ em nỗi cô đơn. Xa mà em muốn như vậy. Hay quá. Anh vẫn ở đây, nhưng không thể giữ. Chưa làm đôi đi nhưng đầu nhỏ tan thành mây. Mưa rơi từ khi nào, trôi đi những dốc chẳng theo từng bước ta qua. Đã muốn bước đi nhưng lại chìm trong suy nghĩ. Không biết nhau thì ngày xưa chỉ chơi. Ai 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 ai. Sorry mọi người, xin lỗi mọi người. Ê, tao không biết là cái đoạn làm như thế. La 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 la. Ây da. Ây da. La la la. Khó thở không mọi người ơi? Really? Subin? Đây chính là nơi mà đáng lẽ phải đặt Subin ở cái đoạn này. Xin lỗi mọi người, tôi chưa xem hết cái bài, tôi cũng hết được nói hoàng này bớt. Lại. Hay quá, vì hay quá, giọng tôi kinh khủng. Muốn bước đi nhưng lại chìm trong
Ui, nó phát triển hay quá. Lâu lắm rồi Việt Nam có bài hát gì hay thế này. Hay quá giọng. À, ê, tớ không nghĩ là bài như này kiểu mình kiểu không biết là mọi thứ sẽ thế này. Hay quá giọng gió nhỉ. Hoàng tử của tôi. Hay quá Jasmine ơi. Chết. Slivy phối bài này cũng quá hay đó. Bass đi cũng hay đó. Hay quá. Tơ Linh hả? Cái giống nhỉ? Tơ Linh ta? Tơ Linh hả? Really? Hay giống nhỉ? Make up ánh sáng có kiểu được khó nhận ra quá đó. Tlink hả? Tlink mà. Wow. Ê, điều đầu tiên tôi muốn nói là em Bin này, Subin này, anh năn nỉ em, anh cũng chưa năn nỉ ai trong cái ngày hôm nay, trong cái quãng thời gian gần đây anh năn nỉ em thực sự là làm ơn. Anh năn nỉ thật sự em ra cho anh một bài nữa được như này được, hoặc là em năn nỉ em là đừng có cái gì khác nữa. Làm ơn là cái trở thành kiểu hoàng tử R&B, king of R&B hoặc cái gì đó tương tự đó cũng sắp quá hay. Đây chính là nơi mà Subin có lẽ thuộc về và xuất phát nó nên là như thế này. Đừng có làm cái gì, đừng có thêm, đừng có beat up, đừng có nhịp, đừng có cái gì khác đâu. Subin thế này được không? Trời đất ơi, tại sao lại ê không hề biết bài nó hay như thế này mọi người ạ. Bài nó bị quá hay luôn ấy. Đồ đoạn chuyển hay quá, nghe lại mọi người hay quá. Ê, tớ thực sự là ở bài trước hay thì tớ không thích lắm, nhưng mà bài này thì hay quá mọi người, quá hay. Mọi người ủng hộ sự comeback này của Subin. Tớ sẽ ủng hộ hết mình cho Subin. Bài này tớ sẽ nghe cày view chết luôn. Làm ơn không biết là do Subin hay do ai đó ở Space Speaker S Label làm ơn. Nghe Virus một lần, một người nghe fan Subin năn nỉ hộ để cho Subin nó đi hát R&B thôi và cứ thế này thôi. Làm ơn đừng có chỉnh chiếc, đừng có làm cái gì khác. Please. Không phải ai sinh ra cũng hát hay như thế này với cái giọng này cả. Hay quá ấy, mà sao cứ làm cái gì thế nhỉ? Giang Nguyên album em ơi. Hay quá ấy, mọi người không nghe bài này phí đời luôn thì thực sự. Cho tụi Subin lên top 1 trending mọi người ơi. Ê. Em nói mình dừng đi. Lấy cái tiếng tách 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 dây của đồng hồ phối vào hợp lý ghê luôn, nghe nó rất là điều phối, rất là thư giãn và rất là nhịp nhàng. Em nói mình dừng đi dù anh đã hết lời. Suốt bấy lâu nay ta không còn trò chuyện thôi. Woo, bass. Suốt bấy lâu hai ta không cùng cạn và say mê. Super. Bà hay quá. Cứ thế phải nhạt dần. Tình yêu là thế, đâu có sẽ nói cho. Ui, bass thì tốt quá nè. Nghe mê. Để mình sẽ không bao giờ nếm nỗi cô đơn. Sao mà em muốn
quá. Ê, hai ta. Em cái này tôi nói rất nhiều, đây chỉ là cái khẩu vị cá nhân thôi, nhưng làm ơn có thể tham khảo ý kiến của Virus là các MV là tuyệt đối không cho hình ảnh đánh piano khi mà cái beat không có tiếng piano. Nó rất bị đột mút, thực sự cái này cái sạn nhỏ rất nhỏ, cái MV quay rất đơn giản với những cái cảm xúc emotion của Subin là quá hay rồi, quá đẹp trai, quá mê. Nhưng mà đoạn này làm hơi tụt mút, nếu không có tiếng piano đừng cho hình ảnh piano vào. Mà nó không có một tiếng piano mà tay đấm piano, tay đánh piano nó sẽ rất là hay quá. Subin. Ê. Bữa bè kìa. Special day. Luyến say mềm kìa, hay quá biết ơi. Mọi người thấy không? Khi có tiếng piano chúng ta nghe xem cái hình có cảm xúc không? Rõ ràng. Đây rồi. Anh vẫn ở đây, nhưng không thể giữ, không thể giữ. Ta chưa làm đôi đình nhưng đầu nhỏ tan thành mây. Hãy yêu em Subin ơi. Ây chà, sorry mọi người, tôi nghe lại phát. Anh vẫn ở đây. Vẫn đây. Biết rồi là tốt quá. Ê, phí quá, đoạn này Slimy mà cho thêm dây dày hơn thì còn hay nữa. Thiếu tí, hay quá. Xe khác. Hay quá. Biết rồi, tốt quá. Hay quá. Ờ, nhiều em. Hay quá Vin ơi. Cái đoạn phát triển hay quá. Tớ thực sự là muốn xem cái nốt gì. Hay quá đi. Mưa sáng mà em muốn như
khó. Hay quá. Ê mọi người, Đức xin mình bỏ qua, mình ngồi nghe cùng nhau đoạn phát triển đó. Hay quá. Ê, từ B nó đến mức mà cái này là lần đầu tiên tôi đánh nhá. Lần đầu tiên tôi đánh đấy. Nó vừa nghe đánh luôn đấy. Sao đi mọi người, nốt. Ngây quá. Anh vẫn ở đây. Chết đi. Là người sẽ cho em đi một bên. Để lại thấy ta bên nhau quên lối về. Chờ lại trái tim em sắt đá như vậy. Em không bận tâm hay sao. Xa như em muốn anh. Cười lòng với em khi hai ta giận hờn. Để mình sẽ không bao giờ nên. À, anh yêu em Subin ơi. Em Giang Nguyên Gan Boom nè. Anh sẽ là người đầu tiên đặt hàng em nếu nó là hòn vì. Thực sự mê em chết đi được. Luyến tiếc hay quá mọi người ủng hộ Subin cái reaction này. Tôi không thể nào 20 phút mọi người không dừng lại được. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Cảm ơn Subin, cảm ơn S-Label. Cảm ơn S-Label, cảm ơn Space Speaker. Cảm ơn tất cả mọi người. Bài này quá hay, made my day luôn. Tôi sẽ nghe bài này từ bây giờ đến đêm. Tuyệt vời, cảm ơn mọi người rất nhiều. Sau reaction của tôi. Tuyệt vời.